Thật ra ban đầu ấy thì mình rất là lo lắng vì mình nghĩ là khi mà bọc răng sứ thì phải mài răng nhiều và gây ra đau đớn ấy. Nên là mình cũng rất là lăn tăn rất rất nhiều. Nhưng mà khi mà được bác sĩ tư vấn là cần phải bọc răng sứ lại để bảo vệ cái chất răng của mình cũng như là cái tủy của mình ở bên trong ấy thì mình cũng đã suy nghĩ, bởi vì là khi mà ăn nhai ấy thì bạn biết là sử dụng răng hàm để nhai rất nhiều. Nên là mình đã quyết định là sẽ phải bọc lại hai cái răng sứ của mình. Nhưng mà thật sự là khác với cả những cái gì mình tưởng tượng ban đầu thì mình thấy mình bọc răng xong thì không cảm thấy đau đớn một chút gì cả. Và đặc biệt ấy là khi mà mình ăn nhai thì hoàn toàn bình thường, không khác biệt so với cả răng thật của mình và cũng không thấy đau đớn gì cả. Mình cảm thấy là bác sĩ ở đây thì làm việc rất là chuyên nghiệp và chu đáo, và quan trọng nhất là mình cảm thấy từng bước của bác sĩ làm đều rất là cẩn thận, nên là mình cảm thấy rất hài lòng khi mà đã chọn SmileCare để chăm sóc răng miệng của mình.